các bạn, mình vừa khui thùng và lắp đặt một trong bốn giải pháp trọn bộ của Paramax đang rất được quan tâm, đó là combo CBZ-2000. Ở video trước, Paramax đã giới thiệu cho các bạn về combo CBZ-2000. Lần này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách kết nối và cân chỉnh các thiết bị trong combo sao cho mang lại hiệu quả trình diễn tốt nhất. Đối với các combo còn lại của Paramax như CBX-1000, CBX-2000, CBZ-1000, các bạn cũng có thể tham khảo video này để thực hiện tương tự nhé. Đầu tiên, Paramax sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng tắp led kết nối với Amply. Amply các giải pháp trọn bộ của Paramax đều được trang bị công nghệ kết nối Bluetooth aptX từ thương hiệu Qualcomm của Mỹ, giúp mang đến chất lượng tốt nhất. Và các thao tác kết nối Bluetooth trên các bộ combo Paramax cũng sẽ tương tự như combo CBZ-2000 ở đây. Các bạn thực hiện các bước sau. Đầu tiên, trên Amply bạn nhấn nút Selector để lựa chọn ngõ vào tín hiệu Bluetooth với đèn led màu xanh dương chớp nháy liên tục. Trên iPad, các bạn vào phần cài đặt, các bạn bật Bluetooth, các bạn tìm tên Bluetooth là Paramax A1000. Khi đèn tín hiệu ngưng chớp nháy là các bạn đã kết nối thành công. Trường hợp các bạn muốn kết nối Amply với TV, nếu TV nhà bạn có cổng Optical, các bạn nên ưu tiên kết nối Amply với TV nhà bạn qua cổng Optical để cho chất lượng âm thanh tốt nhất. Nếu TV nhà bạn không có cổng Optical, các bạn có thể sử dụng dây tín hiệu RCA 3.5 để kết nối Amply với TV nhà bạn qua cổng Audio Out trên TV. Các bạn lưu ý, khi kết nối bằng cổng nào thì trên mặt trước của Amply, bạn nhấn nút Selector để chọn ngõ vào tín hiệu nhạc cho phù hợp bạn nhé. Nếu bạn muốn phối ghép thêm loa xuất điện vào bộ dàn âm thanh của mình, bạn chỉ cần sử dụng dây tín hiệu RCA ở cả hai đầu, trên Amply cắm vào cổng Line Output, trên loa xuất điện cắm vào cổng Input của sản phẩm là các bạn đã kết nối thành công. Tiếp theo là cân chỉnh tín hiệu micro không dây. Để cân chỉnh tín hiệu 2 micro không dây tích hợp theo Amply, chúng ta sẽ cân chỉnh trên hai dãy nút cân chỉnh mic 1 và mic 2. Tương ứng dãy mic 1 là cây micro màu xám, mic 2 là cây micro màu cam. Trường hợp phối ghép thêm bộ micro không dây, ví dụ thêm bộ micro không dây vào lỗ cắm mic 1, thì khi đó dãy nút mic 1 sẽ cân chỉnh tín hiệu âm thanh cho cả micro tích hợp và micro không dây. Tương tự như vậy nếu cắm vào lỗ mic 2. Trong trường hợp micro hoạt động không ổn định hoặc nhiễu tín hiệu xung quanh, khi đó bạn cần cài đặt lại kênh tần số của micro. Chúng ta có thể thực hiện các bước sau. Bước 1, mở nắp micro. Bước 2, mở nguồn micro. Bước 3, nhấn và giữ nút volume cộng khoảng 3 giây khi màn hình xuất hiện chữ SEL chớp nháy liên tục. Các bạn tiếp tục thao tác nhấn volume cộng để tăng số kênh hoặc nhấn volume trừ để giảm số kênh. Hệ thống sẽ tự động đồng bộ với bộ thu tín hiệu. Và cuối cùng là phần cân chỉnh âm thanh cơ bản. Các combo Paramax đều được thiết kế tối ưu cho nhu cầu karaoke và nghe nhạc trong không gian vừa và lớn. Các sản phẩm cũng được trang bị khả năng hạn chế hú rít tối đa. Tuy nhiên, khi gặp phải hiện tượng hú rít, các bạn có thể khắc phục bằng các cách sau. Điều chỉnh các nút volume phù hợp ở hướng 9 đến 12 giờ. Nút 2 không nên chỉnh quá lớn. Nút điều chỉnh Echo không nên chỉnh quá lớn, thường để ở mức 10 đến 11 giờ. Kiểm tra nguồn điện tại nhà có ổn định hay không, micro có đầy đủ pin hay không. Chọn vị trí ngồi hát thích hợp và không hướng thẳng đầu micro vào mặt loa. Trường hợp âm thanh phát ra không đủ bass hoặc chép, các bạn có thể điều chỉnh các nút bass chép trên thiết bị Amply. Kiểm tra dây loa, đảm bảo dây được kết nối đúng vào cực âm và cực dương của Amply. Và đó là những hướng dẫn cơ bản cho bạn khi sử dụng các giải pháp trọn bộ của Paramax. Nếu vẫn còn những thắc mắc thêm về sản phẩm thì các bạn đừng quên để lại bình luận ở phía bên dưới video hoặc liên hệ đến tổng đài 1900 1505 để Paramax hỗ trợ cho bạn ngay nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.